Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sofa và ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật có trong ngày. Mới đây thì trên mạng xã hội Weibo lan truyền thông tin là Vương Nhất Bác và Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ đóng một bộ phim đam mỹ mang tên là Phụ Gia Di Sản. Và mặc dù thì tin tức này vẫn chưa được các bên liên quan xác nhận nhưng nó vẫn làm dậy sóng mạng xã hội. Các blogger giải trí đưa tin rằng tiểu thuyết Phụ Gia Di Sản của tác giả Thủy Thiên Thừa sắp được chuyển thể thành phim và ekip sản xuất đang cố gắng liên hệ với Vương Nhất Bác, Dịch Dương Thiên Tỷ để mời hai nam diễn viên đóng chính. Ngay từ khi thông tin mới xuất hiện, nhiều khán giả đã tức giận mắng các blogger là đăng tin đồn nhảm. Bởi trước đó không lâu, mạng xã hội cũng xôn xao với tin đồn Vương Nhất Bác và Hứa Khải đóng cặp ở một dự án phim đam mỹ. Chỉ trong thời gian ngắn mà Vương Nhất Bác cứ bị đồn đóng cặp cùng những mỹ nam hoa ngữ đình đám, fan tỏ ra chẳng mấy hài lòng. Một số khán giả bày tỏ sự mệt mỏi và mong muốn các blogger hãy để Vương Nhất Bác được yên. Từ khi trở lại làng giải trí sau sinh con, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng khiến người hâm mộ phải thất vọng về ngoại hình của mình. Nhan sắc vô cùng xinh đẹp và cuốn hút khi lên đồ dự sự kiện, quay phim hay là chụp ảnh quảng cáo. Và có thể nói là trong khoảng thời gian gần đây thì nhan sắc của cô nàng đã tăng vượt trội và khiến cho người hâm mộ phải suýt xoa khen ngợi. Mới đây nhất thì bà xã Phùng Thiệu Phong tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý như đoạn video quảng cáo xinh đẹp hút hồn mọi người. Được biết thì đây là đoạn quảng cáo sản phẩm do studio của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải lên mạng xã hội Weibo. Trong sản phẩm mới lần này, Triệu Lệ Dĩnh hiện lên với vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh tao và đài cát làm trái tim bao người xao xuyến. Diện trên mình bộ đồ màu trắng tinh khiết, mái tóc xoăn thả nhẹ bay trong gió, cùng đôi môi hồng nở nụ cười dịu dàng, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn đánh gục người hâm mộ. Cô cũng nhận được nhiều lời nhận xét cho rằng nét đẹp của nữ diễn viên trong sản phẩm quảng cáo lần này tựa như các nữ thần Hồng Kông thời 8X và 9X. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã dành lời khen có cánh cho nhan sắc của bà xã Phùng Thiệu Phong. Ai nấy đều cảm thấy phong cách hiện tại đang rất hợp với Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời ngoại hình của cô ngày càng trẻ trung, bất chấp bản thân đã sinh con và năm nay đã 32 tuổi. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng. Xinh quá trời luôn, từ hồi sinh con xong là đẹp xuất sắc ấy. Góc nghiêng đẹp dã man ý, stylist dạo này làm ăn quá tốt rồi. Xưa không biết sao mà bị dìm dữ vậy, giờ xinh xuất sắc luôn, ảnh nào cũng đẹp. Tạo hình đẹp, người chụp có tâm nữa, nói chung là xinh quá đáng luôn. Đúng gái một con trông mòn con mắt, chị này ngày càng sinh ra, có khi còn hơn mấy bạn tiểu hoa 9X. Nhìn như mỹ nhân Hồng Kông ý, xinh thật sự, góc nghiêng còn mê hơn nữa. Dịu dàng thuần khiết, bộ ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được những phản hồi rất tốt từ cư dân mạng. Còn bạn, bạn đánh giá thế nào về nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh trong loạt ảnh mới lần này? Bản tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.